Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn khiến anh Quy mất cả vợ và hai người con. Với người chú ruột lái xe đã bị khởi tố, anh Quy mong muốn chú mình được giảm nhẹ hình phạt mặc dù đã lo hậu sự xong cho vợ và hai con sau vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Nhưng anh Phan Đình Quy, sinh năm 1978, chú phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, vẫn chưa nguôi xót xa trước nỗi đau này. Ngoài đau đớn vì mất đi ba người thân, anh Quy còn thấy hối hận khi nhờ chú ruột của mình cầm lái khiến chú bị liên lụy. Anh Quy cho biết, mùng 6 Tết, gia đình anh dùng xe cá nhân vào các tỉnh miền Trung để thăm bạn bè du xuân. Trên đường về, gia đình anh ghé tỉnh Quảng Nam đón chú ruột là ông Phan Đình Kiều, sinh năm 1969 cùng về quê. Theo anh Quy, ông Kiều có hoàn cảnh rất khó khăn, đã ly dị và không có công việc ổn định. Khi gặp thấy hoàn cảnh chú đáng thương nên tôi có ý rủ chú về quê xem có công việc gì thì xin cho chú đi làm. Thông tin được biết, ngày 18 tháng 2, gia đình anh và người chú xuất phát từ thành phố Đà Nẵng tới thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để gặp người quen trước khi về Thanh Hóa. Cũng theo anh Quy, vì mệt mỏi do chạy xe nhiều ngày, nên trên đường ra Quảng Trị, anh nhờ ông Kiều lái xe để tranh thủ ngủ. Khi chiếc xe đi được hơn 100 km qua địa phận huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, thì tai nạn ập tới. Tôi đang ngủ trên xe thì bỗng nghe tiếng động lớn, chiếc xe lộn nhiều vòng. Hốt hoảng tỉnh dậy, xe đã bị lật ra khỏi đường cao tốc. Vụ tai nạn khiến tôi mất đi cùng lúc cả vợ và hai con. Thật sự chẳng còn nỗi đau nào hơn thế. Anh Quy đau xót, cũng theo anh quy sau vụ tai nạn anh rất buồn và cảm thấy có lỗi vì không lái xe chở vợ con an toàn ngoài ra còn làm liên lụy đến chú ruột anh quy chia sẻ khi báo tin cho chú biết chú cũng khóc và ngất nhiều chú còn nói nếu đổi mạng chú cho ba mẹ con sống lại chú cũng đổi nghe chú nói vậy tôi cũng thương chú nhiều lắm anh quy cũng bày tỏ mong các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt hoặc xử lý vụ việc theo tính chất gian đe giáo dục để người chú sớm ổn định lại tinh thần